sẽ phát thơ xin được gửi tới tất cả quý vị khách quý, tất cả các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cô và các bạn học sinh của trường mầm non Happy Island lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi lễ tổng kết năm học 2021-2022 của trường mầm non Happy Island thành công tốt đẹp. Vâng, hôm nay rất vinh dự cho tôi được là phụ huynh của lớp Đào Ngọc, được đại diện cho hội cha mẹ học sinh của lớp Đào Ngọc và lớp Song Ngữ 1. Xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các cô trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các con để các con có được những bước trưởng thành như ngày hôm nay. Và không biết nói gì hơn thì xin được gửi tới lời chúc sức khỏe tới tất cả các cô. Chúc các cô sẽ luôn phát triển hơn trên con đường sự nghiệp chồng người của mình. Chúc cho trường mầm non Happy Island sẽ luôn phát triển và phát triển hơn nữa, để luôn là địa chỉ tin cậy nhất cho các bậc phụ huynh gửi gắm những mầm non tương lai của mình. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý phụ huynh, kính thưa cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các con học sinh thân mến, lời đầu tiên thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, tôi xin gửi tới quý đại biểu, quý phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các con học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý phụ huynh, kính thưa toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các con học sinh thân mến, vậy là một năm học nữa lại trôi qua, một năm học đánh dấu sự trưởng thành của cô và trò mầm non Happy Island. Cô vẫn nhớ như in những khoảng thời gian đầu khi các con mới chập chững bước vào trường, hẳn là một khoảng thời gian đầy khó khăn, vất vả mà cô và các con đã phải trải qua. Khi các con rời xa vòng tay của bố mẹ, ông bà, rời xa môi trường sống thân quen để đến với một môi trường hoàn toàn mới lạ, lúc đấy các con đã khóc, các con không chịu chơi, không chịu ăn, không chịu ngủ, và các cô chỉ hy vọng làm sao các con thích nghi một cách nhanh chóng nhất để làm sao bố mẹ yên tâm nhất. Có những lúc các cô cả trưa để bế bồng, ngủ ấm trên vai, thủ thỉ ôm ấp các con để các con tạm quên đi nỗi nhớ ông bà, bố mẹ. Bút từng thìa cháo, còn từng hạt cơm, có những lúc các cô tưởng chừng như mệt nhoài và không thể tiếp tục với công việc bởi có quá nhiều áp lực. Nhưng chính những nụ cười mà các con mỗi khi chiều mẹ đón, chính những tiếng mập mẹ gọi cô bằng mẹ, và chính những tình yêu thương mà các cô dành cho các con đã giúp các cô và các con vượt qua những ngày tháng đầu tiên đầy bỡ ngỡ khó khăn đó. Một năm trôi qua, các con đã thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực. Các con đã dần làm quen với nếp sinh hoạt ở trường, đã học thêm được nhiều kiến thức mới, thêm hiểu biết về các môn học, các kỹ năng sống cũng như các kỹ năng nhảy múa và mở mang thêm nhiều kiến thức xã hội. Các em bé chim én ngày nào giờ đây đã biết ăn ngủ đúng giờ. Các bạn Hải Âu đã tiến bộ hơn hẳn, từ lúc nửa lớp biết nói bây giờ các con đã hát và nói líu lo. Các bạn san hô, hải đăng, song ngữ 2, song ngữ 3 đã tiến bộ vượt bậc khi các con được làm quen với nhiều môn học mới. Và đặc biệt hơn nữa, các anh chị Đào Ngọc, song ngữ 1, giờ đây cô thực sự yên tâm và tự hào với các con khi các con đã trưởng thành cả về mặt tri thức và tình cảm. Các cậu bé, chàng trai, cô gái ngày nào, bây giờ các con đã biết đọc, biết viết, biết yêu thương và chia sẻ. Chúng ta bên nhau một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để các con và để chúng ta cùng nhau vẽ lên những bức kỷ niệm đẹp. Và trong đó, có trong bức tranh đó, có các con, có một các bạn, có bố mẹ và có cả các cô nữa. 2 tuổi, 3 tuổi hay 4 tuổi, bao nhiêu năm ấy là bấy nhiêu kỷ niệm chúng ta đã thật vui vẻ khi ở bên nhau, phải không các con? Bây giờ các con đã không lớn hơn rất nhiều, già già những anh chị trong nhà trường. Các con không còn lẽ lẽn mỗi lần lên sân khấu mà đã tự tin mạnh dạn hơn rất nhiều. Các kỹ năng nhảy múa hát ca của các con đã khá thuần thục. Vì
nhìn các con khôn lớn, khỏe mạnh, khiến các cô càng có thêm động lực để tiếp tục ươm những mầm xanh tương lai, tiếp tục nâng cánh những ước mơ của các con. Các con vững tin bay xa về phía chân trời mới. Cảm ơn các con vì đã luôn đến bên các cô, luôn đồng hành cùng các cô trong suốt những giai đoạn mầm non này. Để có được kết quả như ngày hôm nay, cô xin gửi tới các bậc phụ huynh lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn sự tin yêu của bố mẹ đã dành cho các cô khi quyết định gửi gắm những thiên thần nhỏ bé cho các cô. Cảm ơn các cấp ngành, phòng giáo dục, lãnh đạo phường đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho Happy Island hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Một lần nữa, xin chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn.